Đây là trận đấu thứ tư cũng là trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ King's Cup năm 2019. Các trận đấu. Chúng ta đang chứng kiến những nghi lễ trang trọng trước trận chung kết King's Cup năm 2019 của đội xứng giữa đội Việt Nam và Curaçao. ครั้งที่47 ระหว่าง